xin trân trọng kính chào quý khán giả đài truyền hình SCT sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 với đội dũng và chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị đây là chương trình chúng tôi tóm tắt lại những tin trong tuần qua liên quan đến các vấn đề thời sự Việt Nam Hoa Kỳ thế giới cũng như cộng đồng người Việt ở tại khắp nơi và thưa quý vị trong tuần vừa qua chắc quý vị cũng biết trong giới showbiz có một tin à, đặc biệt đó là tin danh hài Anh Vũ ở Việt Nam sang Hoa Kỳ trình diễn <laughs> vở kịch hương vị tình yêu của đoàn kịch dân nam Thúy Uyển vào tối ngày chủ nhật 31 tháng 3 tại nhà hát Sài Gòn của phòng nhạc Sender thành phố Phòng Valley thì sang ngày thứ hai 1 tháng 4 anh đột ngột qua đời vào lúc khoảng 9 giờ sáng thì tin này bây giờ chắc chúng ta cũng đã biết rồi à, danh hài anh Vũ thì ở Việt Nam cũng có một thời gian rất nổi tiếng và anh xuất thân từ gia đình rất là nghèo làm đủ thứ nghề hết và sau này anh làm phó giám đốc nhà hát kịch Kim Châu Và anh qua Mỹ lần này cũng là nhiều lần Và anh qua theo lời mời của đoàn kịch dân nam Thúy Uyển Và tin này cũng được Bà Thúy Uyển, bầu Thúy Uyển xác nhận Và ngay lập tức thì uh, Các nghệ sĩ cũng như là khán giả Mộ anh đã phải nói là Tỏ ra bồi ngồi và ở tại Hoa Kỳ Thì chúng tôi được biết là Nhiều người đóng góp để mà lo đưa Cái thi hài của anh về Việt Nam Vì gia đình anh thì gia đình cũng nghèo Cha mẹ không sang Mỹ được và hôm trước tôi nói chuyện với bà bà bầu thúy uyển thì bà cho biết là ca sĩ hà phương ở bên new york gọi điện thoại sang lo liệu hết cái phần gọi là mai táng từ bên mỹ này đưa về việt nam à, rồi bên việt nam đó thì nghệ sĩ hồng vân cũng là gom góp và các nghệ sĩ cũng như khán giả ai mộ trong nước cũng khoảng chừng 500 triệu đồng việt nam đủ tiền để mà làm thì à, có lẽ là số tiền dư thì ban tổ chức cũng sẽ chuyển về cho cha mẹ của anh anh Vũ. Và thi hài của anh, anh Vũ thì đã được đưa đến phòng giáo nghiệm của An Cao Ti. Và chiều thứ năm vừa qua thì anh Khang Lê, chủ nhà quán An Lạc đã được gia đình là người chị cũng như anh rể của anh, anh Vũ và nghệ sĩ Hoài Tâm và ca sĩ Lê Hồn Vũ ở Ủy Quyền và đã đi đến lấy xác anh về và đã chuẩn bị. Thì vào ngày thứ bảy thì um, coi như là thi hài của anh sẽ được để tại nhà quan An Lạc ở thành phố ganro để mà đồng hương cũng như nghệ sĩ đến viếng. Sau đó thì um, được đưa về Việt Nam vào ngày thứ ba qua cái hãng cargo của Cathay uh, Airlines. Đó là theo như ông Khang Lê cho chúng tôi biết như thế. Um, trong thời gian mà sang Mỹ thì uh, có một số người kể lại chẳng hạn như uh, nghệ sĩ uh, Thanh Duy và nghệ sĩ uh, Khali có kể lại cho chúng tôi biết là trong cái đêm diễn trước những ngày diễn thì anh anh vũ có một số biểu hiện cũng khác thường nghĩa là anh làm một số cái việc mà trước đây không bao giờ làm rồi anh lại quên cả cái uh, kịch bản rồi uh, nói trước quên sau và cái uh, đêm mà trước khi anh ra đi đó, thì anh đang ngồi ăn với người bạn thì anh ngủ gục và đi vô phòng ngủ thì thường người bạn nói là anh ngủ anh ngáy dữ lắm nhưng mà sau sáng là không nghe ngáy gì cả thì khi mà vô phòng rờ thấy người lạnh nhắc là thì mới gọi cảnh sát và cảnh sát đến đưa đi thì um, về cái phương thức mà đưa xác anh về đó thì sở dĩ tại sao mà ngày thứ năm lấy mà mãi ngày thứ bảy mới có thể quàn à, để viếng được thì anh Khang Lê anh kể nó có hai cái trường hợp um, mà khi mà người ta lấy xác về để mà người ta chuẩn bị để viếng thì nếu mà chết bình thường không có giảo nghiệm đó thì thường thường nhà quàn họ lấy về rồi họ tắm rửa sơ, sơ gì đó theo đúng cái thủ tục trang điểm là họ để vào trong quan tài và viếng thôi còn trường hợp mà giảo nghiệm như trường hợp anh anh vũ thì là người ta phải mổ ra mổ ra người ta bơm một chất phóc môn vô để đẩy vô trong máu đó đẩy cái máu ra chất phóc môn nó vô giống như ướp xác ra xác nó không có hôi thối rồi người ta lấy cả cái bộ óc ra luôn đó. rồi nghĩa là tất cả bộ phận cơ thể và óc người ta cho một cái bình người ta nhét vô trong cái cơ thể lại người ta khâu lại rồi mới giao cho nhà quản nhà quản họ mới gọi là uh, trang điểm tắm rửa đâu đó trang điểm mặc quần áo và ông tôi được biết đâu là nghệ ca sĩ Leon cũng nhờ nghệ sĩ Kevin Hiệp may bộ đồ thật đẹp để mà mặc cho anh anh Vũ thì để mà đưa anh về bên Việt Nam mai táng thì đó là tin liên quan đến những hài anh Vũ đi qua Mỹ diễn và qua đời một cách gọi là đột ngột thì ngoài ra cái chuyện mà thủ tục đưa xác về nó cũng hơi rắc rối quý vị phải xin gia đình phải xin tòa tổng lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn cái giấy để đưa xác về rồi bên này nhà quan cũng phải xin tổng lãnh sự của Việt Nam ở trên San Francisco cái giấy đưa xác về có hai cái thủ tục đó thì họ mới đưa về được thì đó là cái tin liên quan đến nghệ sĩ Anh Vũ bất ngờ qua đời ở Orange County thưa quý vị mới đây đã có một số luật sư đại diện một số tù nhân ở tại Orange County hiện nay Orange County có khoảng 6.000 tù nhân họ nộp các đơn kiện tập thể lên tòa liên bang với lý do là cảnh sát ở tại Orange County đã nghe lén khoảng 100 ngàn cú điện thoại và bây giờ họ bắt bồi thường mỗi một cú điện thoại là 5 ngàn đô la thì tổng cộng là khoảng 500 triệu đô la tức là nửa tỷ đô la ở bên bị đơn á, là Orange County và cảnh sát trưởng Orange County là ông Dan Bagnes ông Don Bagnes nhưng mà cái chuyện đã xảy ra từ cái thời bà Sarah Hutchen cơ thì uh, những người này họ tố cáo như thế này là có một cái công ty điện thoại uh, gọi là trong công ty là GTL ở thành phố Reston tiểu bang Virginia họ phụ trách cái vấn đề gọi là cung cấp dịch vụ điện thoại để cho tù nhân gọi ra cho người nhà hoặc người nhà gọi vô hoặc là họ liên lạc với luật sư à, thì uh, trong khoảng một thời gian mấy năm thì không biết vì lý do gì những cái cú điện thoại này bị thâu lén bị thâu lén thì một số luật sư nói đó là chính vì bị thâu lén như vậy đó thành ra là bên cảnh sát biết được cái chiến thuật của luật sư với lại tù nhân là sẽ ra tòa làm như thế nào thành ra bên công tố họ biết họ biết nên họ thắng những cái vụ kiện đó đó là luật sư họ kiện như thế thì công ty GTL này họ giải thích là bởi vì lúc lúc mà họ làm đó phần mềm họ để lộ thay vì để là không được uh, thu lén thì họ lại để được thu lén đó theo lời giải thích của họ nhưng mà người ta thắc mắc là công ty này cũng đã vi phạm cái tội cái chuyện này hai lần là hai cao ty bên tiểu bang Florida trước đây nhưng mà tại sao vừa qua Orange County lại bị nữa à thì đây là cái chuyện mà làm cho người ta khó chịu và những cái người này họ bảo là như vậy là không được quý vị nghe lén như vậy là coi như là vi phạm với quyền riêng tư của tù nhân đó là một chuyện cũng trong đơn kiện này luôn họ kiện là nhà tù An County đã không có đối xử đàng hoàng với tù nhân không cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế không cung cấp đầy đủ những cái dịch vụ cần thiết theo quy định của pháp luật ví dụ có một nữ tù nhân sinh con trong tù và bị chết cái phụ nữ nó bị chết vì thiếu cái chăm sóc y tế đó là theo đơn kiện như thế rồi ví dụ như trường hợp anh Jonathan Tiêu Jonathan Tiêu là một cái anh người Việt gốc Hoa anh này cách đây vài năm chắc quý vị nhớ cùng với một người Việt Nam khác và một người gốc Iran là ba người vượt ngục ở Anh Châu Ti đi mấy ngày sau thì bị bắt đó. thì anh Jonathan Tiêu này về đó thì giờ bị tù trở lại thì cái đơn kiện nói rằng là họ không chăm sóc sức khỏe cho anh này đầy đủ về mặt y tế cho nên anh này bị hư cái mắt, Bởi vì anh này sau khi vừa tù như vậy đó về nó bị nhốt vô gọi là cái tù gọi là uh, giam cấm cố tức là không được ra ngoài, đó. thì ở trong bóng tối bị đâm lên mắt nó bị hư, thì khi mà hư như vậy đó họ đưa cái kiếm đưa kiếm lại không đúng loại nữa thành ra đánh anh này đeo khi ra ngoài bị mắt anh bị hư luôn, đó là theo cái đơn kiện như thế, thì cái đơn kiện nó giờ đòi tới nửa tỷ đô la thì không biết là trong những ngày tới sẽ như thế nào, nhưng mà ông Don Bucknett đó uh, coi như cảnh sát trưởng của Orange County khi mà đọc cái đơn kiện này thì ông bảo là chúng tôi chưa biết chúng tôi đang phải xem xét đơn kiện như thế nào nhưng về phía cảnh sát chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện đúng những cái quy định của pháp luật và vừa rồi tôi đã ra lệnh là cải tổ cái hệ thống nhà tù của Orange County để không có xảy ra tình trạng đó nữa thì nói chung là bây giờ cái đơn kiện này là cái kiện chính là cái chuyện manh anh nghe lén chuyện đã có họ có hoặc bằng chứng chuyện thứ hai là không có đối xử với tù nhân đàng hoàng đặc biệt vấn đề chăm sóc y tế thì để xem chuyện nó sẽ như thế nào thì đó là cái chuyện mà nếu mà cái chuyện này mà kiện mà đúng rồi thì công ty cũng mệt chứ 500 triệu đô la thì lớn lắm chứ phải không đâu và đó là hai cái tin liên quan đến là cộng đồng Việt Nam xin quý đừng rời màn hình đài truyền hình SST. chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin cho bạn. Cảm ơn quý vị những màn hình của đài SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua ở tại Orange County cũng như tại San Jose, chắc quý vị cũng nghe không cái vụ bị tố cáo là lừa đảo tài chính của cái một cái gọi là công ty hay là một cái nhà thờ ảo tên là Church for the Healthy Cell, viết tắt là CSS. Cái nhà thờ này họ lập ra CSS, CSS Church tức là công ty đầu tư à, kêu gọi người ta bỏ tiền vào có văn phòng ở tại uh, trong cái khu gọi là Magnolia Plaza trên màn hình quý vị thấy đó nằm ở góc đường uh, Westminster Magnolia trong thành phố Westminster và trên màn hình quý vị đó là ông mục sư Ken Whitney 37 tuổi cư dân New Beach và một người nữa đồng phạm của ông một người làm chung với ông là David Paris 47 tuổi cũng cư dân New Beach luôn thì hai người này bị uh, ủy ban chứng khoán tố cáo và yêu cầu uh, tránh án liên bang đã gọi là đóng băng cái uh, công ty này của họ và ngân hàng của họ bởi vì uh, cái quỹ đầu tư của họ thì đúng hơn bởi vì họ bị tố cáo là uh, gian lận và lừa đảo của người dân khoảng 25 triệu đô la mà chủ yếu nhắm vào những người cao niên Việt Nam ở vùng Rio Sài Gòn cũng như vùng San Jose uh, cái này tiếng Anh nó gọi là Ponzi scam có nghĩa là người ta dụng những người khác bỏ tiền vô bảo là lấy tiền bỏ vô đây à, rồi chúng tôi sẽ đầu tư để trả tiền lời cho quý vị và người ta lấy tiền của người sau trả cho người trước và trên các cái chương trình truyền hình ở trong vùng cộng đồng này cũng như trên các đài truyền thanh họ dùng những cái người gọi là nổi tiếng chẳng hạn như những hoa hậu những ca sĩ hay gì đó lên để mà uh, kêu gọi uh, mọi người đóng góp và ngay cả chính ông Whitney cũng bảo là quý vị đóng vào đi, đầu tư có khi là quý vị lời tới 43%, hòa wow, hào 43% thưa quý vị. Thì cái này nó giống như cái vụ mà nước hoa thanh hương của Nguyễn Văn 12 ở Sài Gòn thập niên 80 đó quý vị nào Việt Nam quý vị nhớ đó, là lấy của người sau đưa cho người trước thì dần nó bể, còn đây nó chưa bể là đã bị người ta bắt rồi. Thì bây giờ hai ông này chưa bị truy tố gì cả. Hả? À, FBI đang điều tra. Nhưng mà khi vô khám nhà họ đó thì um, FBI thấy nè, họ mua xe hơi Bentley này, đeo đồng hồ Rolex này, mua đồ quần áo mặc Gucci này, thấy không? Rồi trả tiền mướn những cái căn phòng khang trang ở tại New York Beach này. Rồi mua cả súng nữa, có cả súng săn nữa, súng hắn thanh nữa, đủ thứ hết. Đó. Thì bây giờ đó, FBI đang điều tra. Bởi vì sao? Họ thấy là cái ông Whitney này nè, ông từng bị tù trước đây. 44 tháng vì cái tội lừa đảo hơn 600 000 đô la của 10 nhà đầu tư trong một cái vụ lừa đảo 96 triệu đô la thì năm 2014 ông vừa mới mãn hạn tù ra có bao nhiêu 3 ba tháng ông mới lập ra cái nhà thờ này tại sao gọi là nhà thờ ảo bởi vì nó không có cái nhà thờ nó không có thánh lễ như các nhà thờ khác mà chỉ có cái văn phòng như chúng tôi thấy như chúng tôi cho quý vị coi hồi nãy đó thì tôi có đến cái văn phòng này tôi coi tôi thấy có cái thánh giá còn để nữa là yêu thương loài người tôi lùm la hết rồi trong văn phòng có để những cuốn thánh kinh đó. Mà bây giờ thì không có ai cả bởi vì kể từ ngày 14 tháng 3 Thì coi như cái công ty này, cái quỹ này đã bị đóng cửa Và bây giờ tòa án giao cho một người trustee đó, Cho một công ty để mà cai quản cái số tiền còn lại Nhưng mà FBI ấy, trong thời gian mà người ta gọi là, uh, là điều tra đó Họ lấy lại được 4 triệu 4 đô la trong các cái tài khoản của cái ngân hàng của CSS Trust Còn bây giờ mất bao nhiêu thì không biết Bây giờ ta đang kêu gọi những người nào mà bị mất hay là đã từng đầu tư công ty này thì liên lạc với FBI hoặc là cái văn phòng của cái người trustee mà được uh, trao cai quản cái 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 quỹ đầu tư này. Thì này, quý vị thấy trên màn hình đó nếu quý vị đến quý vị thấy là họ có hai thông báo dán ở cửa, họ có cái hướng dẫn, họ có thông báo là kể từ ngày từ 14 tháng 3 là họ đóng cái này lại. Thì đây là một lần nữa cho thấy đây đây là hai thông báo mà tôi tôi đến tôi thấy ờ, một lần nữa cho thấy rằng là thưa quý vị cái người một cái bà luật sư mà bây giờ đang phụ đại diện cho công ty luật mà 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 mà, mà quản trị cái, cái cái, cái cái quỹ đầu tư thì bà nói là ở đời đó nó có những cái nó quá tốt đến độ là không tốt mỹ giờ gọi là too good to be true tức là khi thấy mà lời tới bốn mươi mấy phần trăm thậm chí cái quỹ này họ nói nếu quý vị mà đóng tiền cho chúng tôi đó thấy không? chúng tôi còn trả tiền đó, chúng tôi còn lo trả tiền nhà mà mortgage nợ tiền nhà của quý vị đó rồi trả luôn cả những cái 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 cái, cái, cái hóa đơn hàng tháng tiền điện tiền nước này kia thứ đó ghê không thì bây giờ trong đơn kiện của SCT họ bảo bây giờ những người đầu tư có những người dân trắng tay họ không có tiền để trả những cái khoản tiền nợ hàng tháng thì cái người cái bà luật sư bà nói đó khi mà chúng ta thấy những cái gì á mà too good to be true tức là nó, nó quá gọi là nghi ngờ đó thì nó đáng nghi ngờ Tôi hỏi quý vị có bao giờ ở trên cõi đời này mà quý vị đi thấy có cái đầu tư nào mà lãi tới 43% kinh không? Tôi bỏ 100 đồng ra có 43 đồng trên lời liền. Nó này chỉ có là nghe là biết là là, lừa. Thế mà cũng có nhiều người mà, mà mà bị dính vô và tôi có nói chuyện với một số người Việt Nam. Họ gọi họ nói cho tôi bảo là bác bị con này bác bị lừa giờ mới làm sao lấy lại mà bây giờ bác có chịu lên báo không? kể lên báo cho mọi người. Bảo, thôi, thôi 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 đừng đừng kể. Kể vậy nó kỳ lắm con tôi mới biết được là chồng tôi hay là vợ tôi biết rồi giết tôi chết cái này tôi giấu tôi đem tôi đầu tư có những người đó là đi làm cả bao nhiêu năm để dành nước đồng tiền hưu bây giờ đầu tư bị dụ ở trong đó thành thử ra họ biết cái tâm lý của người Việt Nam cái người Việt Nam mình khi bị những chuyện này đó là không bao giờ dám nói ra bởi vì cái văn hóa khổng giáo của mình nói là nó xấu hổ thành ra im lặng mà chính vì vậy người ta biết như vậy người ta đi vô người ta lừa những cái chuyện này bởi nếu mà ta biết như người Mỹ là ta nói ngay là vì tôi ngu, tôi nói tôi ngu để mà là là là, là những người khác chừa. Mà đây nhá, trong những cái quảng cáo của họ đó là họ còn cho tiền lấy hồng cứ mà thu được 10.000 đô la đầu tư là được 100 đô. Mà thường thường những người này người ta đem người ta toàn gì? Mời bạn bè, mời người thân trong nhà, ngay chính những người môi giới nhiều khi không biết là bị lừa nữa. Rồi họ trả lương cao quá rồi cũng đi nghĩa là vô tình mình giúp những người khác mình tưởng mình giúp bà con mình nhưng mà chính ra là mình giúp bà con mình bị cái hai ông này ông lừa thì thưa quý vị đó là cái chuyện mà xảy ra ở vùng ở sài gòn cũng như san jose trong thời gian vừa qua không thể tưởng tượng được thôi quý vị nhớ nha. chớ bao giờ mà nghe tôi thật quý vị bỏ cd trong nhà băng mời lời một hai là dù tuy là nó ít nhưng mà nó chắc ăn mà nhiều khi không chắc ăn ngân hàng nó vỡ nợ ngân hàng nó vỡ nợ thì có ông nhà nước ông còn bảo kê được còn mấy cái này là thôi nhà thờ gì đâu mà chả thấy nhà thờ gì cả nhà thờ trên online là vô toàn là YouTube mở ra thấy mấy ông này giảng rồi có có cái điện thoại nữa để cho những người gọi vào mà đau buồn quá hay là buồn rầu có người giải tỏa cho mình mà FBI khi họ khám họ điều tra cái hồ sơ nào thấy có ba người tặng ba căn nhà nhưng mà hai ông này nữa kinh đến dụ đến cái đồ mà tặng nhà luôn mà cuối cùng ra mà ông này ông lấy bằng mục sư rồi quý vị biết lấy sao học trên online học online lấy thành mục sư Không biết mục sư thì giống như có một số người học ở số trường đại học bằng online người ta gọi là mưu University nó đi á đại học mà cái bằng là trả có ai kiểm chứng, chả có giấy tờ gì cả hay là chả có được những cái hội đồng Ờ uh, đại học họ xác nhận gì cả, lập ra trường đại học xong rồi cho bán bằng người ta trên online. Rồi cũng có bằng cử nhân, cũng bằng tiến sĩ, cũng có bằng người là cao học. Có nhiều lắm. Thì cái vụ này mà là mục sư, mục sư lấy lấy, lấy online. Trong <laughs> cái mục sư kia ta phải đi tu học là làm hoàng thì kinh quá. Rồi cũng ở anh Cao Ti chúng tôi ở ta trong những ngày qua là có một cái vụ thưa quý vị. Tôi không biết tôi có nói trên chương trình này bao giờ thì chưa quý vị nghe thì các chương trình khác quý vị biết ở trên đời nó có hai thứ không bao giờ dẹp được mà nó là từ xưa đó là tham nhũng là một thứ hai là mại dâm bởi vì nó luôn luôn có nhu cầu tham nhũng hối lộ là người ta đưa tiền cho nhau để cho công việc nó chạy dù là chúng ta nói nó là xấu xa tất cả mọi chế độ thế giới đều lên án ấy, nhưng mà nó còn hiện hữu hoài mà ngay chính những kẻ lên án là những kẻ tham nhũng luôn còn vấn đề mại dâm đó là nó có nhu cầu hoài. Còn người ta là đi kiếm cái chuyện đó. Thì bây giờ vừa rồi OAN County đây này. Ông Todd Spitzer là cái ông biện lý OAN CAUTI vừa tuần vừa rồi mới bắt bốn bà. Bốn bà trên màn hình quý vị. Can tội bị tố cáo là gì? Đứng đầu một đường dây mại dâm ở ba tiểu bang Nevada, Utah và California. Liên bang ghê chưa? Thì ba, bốn cái người này bị tố cáo là sao? Thưa quý vị là họ bị tố cáo là gì mở ra một cái dịch vụ gọi là escort escort nó khác với prostitution prostitution đó là phụ nữ làm việc ở trong cái uh, gọi là cái, uh, cái 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 um, cái um, ở trong cái uh, nhà chứa còn á uh, escort đó là gì là coi như là chỉ vui chơi thôi không có chuyện kia nhưng mà đi chơi ví dụ như người ta bảo là à, à, chúng tôi cần có đi chơi chỗ này có một cô đi chơi với chúng tôi cho nó vui nha không, đâu có gì đâu nhưng mà đi chơi vui thì có biết có chuyện gì xảy ra, không ai biết được hết. À. Thành ra thực ra hai cái nó cũng là mại dâm nhưng mà một cái đó thì nó được là hành nghề hợp pháp ở trong cái nhà trước. Ví dụ một số tiểu bang họ có cái dịch vụ đó, hay một số quốc gia có cái dịch vụ đó. Còn đây không phải là mại dâm mà thực sự ra là dễ mại dâm, bởi vì cái lăn ranh nó rất là là mù mờ, đi chơi đi vô trong cái chỗ nào chơi làm chuyện gì ai biết thì <laughs> bây giờ bị bắt. Thì đó là những cái chuyện mà đã xảy ra ở tại cộng đồng chúng ta trong những ngày qua. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.